Thì đây mọi người, đây là cái bàn thờ của chị. Cái này do tên gì không? Bùi Thị Diễm Thắm. 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 Bàn thờ của chị Thắm. Còn bên đây thì cha mẹ chị Thắm đó. Ba mẹ ruột ha, ba mẹ ruột ngồi một bên. Thắm đó. Còn chị Thắm ngồi một bên. Ông hình như con nghe người ta nói á là anh với chị này mất lâu á. Mất lâu lắm rồi. Mất lâu là để lên cái bàn thờ trên chứ không có để riêng ra vậy. Để riêng như vậy là nó không nên hay gì đó. Tại vì con nghe người ta nói, người ta dặn ông vậy đó, kêu con xuống nói với ông vậy đó, là không có được để riêng, tại vì lâu rồi. Vì để chung bên bàn thờ, như lớn bàn nè. thờ của quyền ông bà được không? Dạ, bàn thờ lớn á. Dạ dạ với lâu rồi không có để chung. dạ Ủa, lâu rồi không có để riêng ra, dạ dạ phải mới thì mình để riêng, dạ lâu rồi người ta kêu để chung dạ chứ không có được để riêng gì á. Tôi hôm đó cũng có cô đó, cô lại cô để bàn thờ lên trên này rồi, rồi bà kia bà hô sao để kỳ vậy, để cho mà con mà để chung với ông ngoại. Không, cái này tại nó lâu năm mà ông hiểu không? Chết hai mấy năm Dạ, rồi, ông và vợ tôi chết hôm nay rồi cũng cả trăm năm hai mấy năm mà lâu lắm rồi. Thì rồi. con cũng nghe người ta nói gì đó, thì ông cũng nói bữa đó trên đây nè, rồi ông nói lâu năm rồi đó, người ta hô sao không để mà để chung mà để riêng, như là nó xui. Vậy tôi để tốt tốt rồi tôi giái rồi ông và vợ tôi, rồi tôi để cho con tôi làm kế bên đây. Đúng rồi. Tại vì con nghe cũng người ta nói với con cũng không rành nữa. Vậy cũng cảm ơn chú, tôi cũng không rành điều này. Thì đây là bàn thờ của chị thấy mọi người, Thắm. của em cho em Thắm này Em ha, Thắm. em Thắm. Tại vì nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi 26 tuổi à. Hồi lúc mà chị chết là 26 tuổi, còn ba với mẹ bên đây thì cũng mất hồi lúc mà 27 tuổi. Bây giờ em Thắm mất lúc 26 tuổi ha, 26 27. Ai cũng mất người, tuổi trẻ không hả mọi người. Em mất mới đây chừng một tháng à. Thì mới vừa sanh ra xong là em Ngày mệt, sau xong qua là đời. em đi đi luôn hả mọi người. Còn mấy cái hình này là của chị Thắm mà, của ai em, của ông? Cái đời hình nó đi học, cái lúc đi học có chú có hình đi học đó. Hình này hả? Phải không? Cái hình không không hình hình nó đây nè, hình nó này nhỏ nè, hồi nhỏ nè. Đây là nó đi học nè. Nó đi học rồi, nó lúc nó đi học Còn đây là hình hồi nhỏ này ha. Ừ. Hình hình Mẹ hình mẹ của con bé đó, con cháu nội tôi nhỏ chết rồi, này hình nó hồi nhỏ nè. Của chị Thắm hả? Ờ đó, nó đó. Đây là đi học nè, nhỏ xíu đây nè. Ờ nó nhỏ xíu. Đó. Dạ. Mẹ giống da con. Giống giống y chang. Đây là nhà của ông thì cũng nhà tình thương, người ta cho của ngân hàng Vietcombank bị gì đó. Đây nữa nè, hình nó nữa nè, nó hình này nhỏ đi với bà nội nó đó. Nhìn hình giống y chang nè. Dạ. Đó. Đó, hình đó đi với bà nội đó đó. Đây cũng hình của chị Thắm dạ lúc dạ nhỏ. Thì chị mất xong rồi đẻ ra đứa bé đó hả mọi người. Đứa bé thì mới vừa tròn một tháng tuổi thì ông cốc nội nuôi. Đó. Đây là ông cốc nội. Cốc Còn nội. Bà nội thì đang nằm trong bệnh viện nữa, cũng bệnh nữa hả mọi người. Chưa có xuất viện về nữa. Dạ dạ. Hàng đêm là ông nội cho cháu bú sữa. Hàng đêm. Đây là bé đây ha. Từ sáng giờ ông làm gì không? Dạ. Từ sáng giờ ông làm gì ngoài đó? Làm tiếp bưng gạch bưng đồ tiếp cho nó xây cái nhà, Bưng gạch đó xây cái không? đó. Đây đây ha. Dạ, đẩy gạch mãi vô, rồi chú kia thì chú đẩy cát, tôi đẩy gạch. Dạ. Dạ. Là người ta cho ông lót đó hả? Dạ, người ta cho lót với người ta cho thiết đi cho đồ đó. Từ thiện người ta cho ha. Dạ, từ thiện với mạnh thường quân rồi lại mua cho đâu cũng 7-8 triệu gì đó. Dạ, Mua tiền cho. ton với tiền gạch đó ha. Dạ. Dạ. Rồi ông từ sáng giờ ông phụ tiếp. Phụ tiếp tôi về gửi bà ngoại cho Dạ. mấy người nuôi kế bên đó. Dạ. Rồi phụ tiếp về Dạ. lát nữa đi ngoài bả rồi Dạ. Rồi hàng bả ngày cũng ông cũng nấu cơm ăn không? Dạ Ông nấu cơm tự ông nấu ăn ha? trời nấu nấu cơm tự nấu nấu rồi vợ chồng xúm xích nhau ăn Dạ.
Rồi chiều là ông đi ra bà ngoại hả? Chiều ừ, cỡ 2 giờ tôi đi ngoại rồi chú ơi. Dạ. 2 giờ đi ngoại đang cho bà sáng có cho bà ăn rồi. Dạ. Ông đi bằng xe đạp hay sao? Trời đi xe ôm cho xe đạp đi theo nổi. Dạ. Nó dễ vậy đó. Nó thấy cưng lắm. Bằng đêm vậy cho bú no rồi nó vậy đó. Dạ. Ngủ rồi. Không có mẹ là cũng dễ. Dạ, dễ cũng. Ông bồng được không? Ông bồng lên được không? Được. Được ha. Cũng trời khiến sao mà nó dễ vậy, tôi cũng dạ. Mừng. Cười. Cười. Nói, ê, nói ông cốc bồng lên nha. Ông cốc bồng con nghe con. À, ông cốc bồng con. À, có còn con ngủ ha, ngủ rồi, à, cưng không, cười rồi, cười, khoái cười rồi, bữa nay mấy bác này lại mấy ông này lại mày mừng mày cười rồi. Cầu cho ông Cốc sống 100 tuổi là bé này được 20 tuổi rồi. Trời ơi tôi giấy tôi sống được 90 tuổi được rồi. Là ông bé này nó 10 tuổi không? Sống 10 năm nó 10 tuổi được rồi. Ừ. Nó 10 tuổi nó cũng ngoan rồi chú ơi. Cũng nó biết cũng... rồi không? Dạ. Như bây giờ mà lỡ có gì là khổ đó không ơi? Khổ. Lỡ mà nửa chừng đi trước đi xuôi cái hay cãi gì cháu này cũng khổ lắm. Dạ. Ừ. Là mũi cao hết nước. Trắng chật mũi cao mà mắt hai mí vậy vậy. Trắng chật thông minh lắm. Ừ, môi trẻ này chú thấy không? Môi trẻ nè. Dạ. Tóc đang vui. Mà hai bên có hai đồng tiền. Dạ. Cái hồng chung nó sâu quấy không? Ừ. Hồi đẻ có hai hồi mổ ra có 2 ký 8 gram à chứ chưa được 2 ký mốt. Rồi bây giờ nhiêu không? Bây giờ được 3 ký rưỡi rồi. 3 ký rưỡi rồi ha. Dạ. Được. Dạ. Tháng mới tháng mà 3 ký rưỡi. Mặt nó hay cưng không? Dạ. Cười hoài. Biết không biết? Ấy. Ở chùa miệng chưa chưa chùa miệng ở đó người ta đông rồi tao mới hết bệnh đông rồi. Dạ, hả? Cậu nói lên cho em đi, nó hết bệnh nó được rồi, rồi chưa? Ê, hơi để xuống nghe, hơi ngồi nó, ông nó mới bệnh đó, ông nó. Cốc để xuống ngủ nghe, đó. Tao mới về tao hết bệnh. Cưng lắm. Kim Anh nè, Kim Anh đây. Kim Anh, tên Kim Anh ha. Kim Anh, Bùi Thị Kim Anh. Lót từ sáng giờ rồi không? Ông ra ngoài đã cho hóng không ơi? Cho ngủ đi. À, ngồi, ngồi ghế nghỉ chú ơi. Này mình chén này làm cái bếp luôn phải không? Dạ dạ. Chén này cái sàn nước ha. Dạ sàn nước á. Dạ. Cái này người ta cho hết trơn toàn bộ này nó trơn á. Dạ. Người ta kêu xây cái này luôn. Dạ. Bị cái này hồi trước rồi nó dách bằng dán đó, dán dạ. Cái cải ra. Dạ. Rồi cây ba cái cây đó thứ cây tre đó và đoạn tay không đó. Yeah. Yeah. Rồi thiết nữa rồi. Ông buồn hay gì ông khóc hoài không? Buồn lắm chú ơi. Ăn uống rồi được không? Hả? Buồn ăn uống được không? Ăn uống cũng ráng ăn chứ ráng gượng gạo chứ mà vì nhà nhớ cháu hoài chứ thấy mà thời cháu rồi chịu không nổi rồi chứ thấy. Yeah. Cháu bé nó nằm đó là không có mẹ cũng khổ lắm chú ơi. Yeah. Khổ lắm chú thấy hoàn cảnh cũng khổ lắm. Yeah. Phải mà nó có anh có em có chị gì thì yeah. Nuôi tiếp nó ha. Yeah. Còn này có mình lên rồi mình phải gắng chịu thôi. Mình lên mà còn mắt còn để là trong. Yeah. Mỗi lần mà đứa cháu nằm ở chắc ông thì đau tôi, lòng lắm. Tôi cũng gắng gượng để mà sống đang mà lo cho hoàn dưỡng cho cháu thời gian nào. Yeah. Cho nó được khôn lớn rồi. Yeah. Mình chết cũng được nói chung. Yeah. Yeah. Thấy ông tội quá. Yeah. Rồi hồi bữa hổng làm đám đây luôn không? Dạ. Cũng làm đám đây luôn rồi nó ngay bữa trời mưa ướt hết trơn rồi cái nhà ngoài ngoài người ta. Dạ. Ngoài bếp người ta nấu giùm, ta. Dạ. Nấu đồ ăn cho cô bác rồi che gặp bên đó đó. Dạ. Đất người ta làm rẫy vậy mà người ta phá 2-3 lít người ta cho mượn người trải cao su ra.
rồi làm cái mưa mà mưa hết sức mưa luôn. Rồi chôn mẹ bé ở đâu không hay là chôn hiểu? Về dưới Kiên Giang chứ. Ủa sao Kiên Giang sao? Bởi vì ở Nguyễn Tân Hiệp á. Bởi vì quê ngoại ở dưới rồi cha mẹ nó chôn dưới luôn. Hình nay về gần mồ cha mẹ nó luôn. Chở từ đây xuống dưới. Tôi mướn chiếc xe bên chạy hàng bển đó. Hết nói ngay người ta cũng không ăn tiền nhiều. Ăn có 1.500.000 à, xe nhà vàng ha. Chắc dưới, người ta lấy tiền xăng dầu lại thôi chứ. Dưới 1.500.000 với tiền chiếc xe 3-49 chỗ ngồi mà người ta ăn có 2.000.000 à. Chứ được có 3.500.000 rồi. Nói ngay thấy hoàn cảnh mình cũng khổ đó. Rồi cái chạy hàng, cái hàng thì 15.000.000 nghe. Mà người ta bớt, người ta lấy chỉ có 12.000.000 à. Rồi cho đậu trì đi theo luôn. Cũng như người ta làm, người ta cúng biếu lại vậy đó. Ta lấy có hết thảy là 15.500.000. Rồi từ hồi mà cháu ông mất kia, ông có nằm trên bao gặp cháu về không? Trời ơi, tôi thì không thấy, chứ bà nhà tôi thấy nó về hoài không ơi. Nó về hoài không? Nó về, nó kêu bả hoài, rồi bả bữa đó bả ôm này nè. Bà mớ bà ôm này có gì về chứ con không ở với bà nội của đi. Chạy theo nó ôm, bà ôm lên bà khóc. Bà ngủ, nó ngủ rồi đó. Thấy xui thì nó ngay không thấy thiệt. Không thấy nó mà bả thấy hoài. Ra ngoài bệnh viện nó cũng kêu bả nữa. Cũng kêu kêu bả nữa. Sao bà thôi bà hết bệnh mà về con coi con tôi giết con tôi. Nó ngay bà khóc hoài chú ơi, bà nhớ bà khóc hoài. Bà khóc còn hơn ông đó ha. Trời ơi bà thương nó dữ lắm. Mà tôi thì nó ngay quá trời nha. Tôi về ăn cơm tôi ngồi tôi nhớ nó tôi khóc à. Bây giờ lúc thấy cháu mình hồi nhỏ lớn mình nuôi mến tay mến chân rồi. Mà giờ nó qua đời nó bỏ con nó lại vậy mình có thấy đau khổ quá chú ơi. Là bà gặp liền liền đúng không ha? Mà gặp về là kêu bà hay sao hay là nằm kế bên không? Kêu bà đi về, bà hết bệnh ghét rồi về nuôi con chết ổng rồi với mấy người sống lên cho bú giùm đó. Về chăm sóc. Chắc mẹ bé Linh đó không? Chắc mẹ bé Linh mới kêu vậy đó. Thấy mấy đứa ở xóm này thấy hoài. Thấy hoài. Thấy về kêu chứ không có nhát ai trơn. Kêu vậy thôi, kêu chăm sóc tiếp con nó thôi à. Chăm sóc tiếp con ha. Nhỏ nãy ngồi đó là kêu chăm sóc tiếp con đó. Đi nhỏ nãy nó đi bán rau cải nhà đó bên này rồi mới bán rồi. Thì sáng đây nó về tới nó tắm bữa cho nhỏ này nhỏ đó. Tắm bữa nó làm gọn ghẻ lắm. Chứ hồi đó là cháu tôi nhỏ này nó với nhỏ này cũng thân lắm, chị em cũng thân. Rồi, ông gán giữ gìn sức khỏe ăn lo chứ làm sao giờ chứ bây giờ gán chú ơi bây giờ mình gán gượng để nhưng mà mình sống để nuôi cháu chứ. Cái tôi bởi tôi nói hôm đó sanh tôi giá trời giá Phật hoài giá cho nó mạnh giỏi bình yên cho nó nuôi con nó. Còn nếu mà có cái gì thì tôi chịu rảnh thế cho nó, tôi chết thế cho nó cũng được, nó cho nó nuôi con nó. Vì mình lớn tuổi rồi chú. Rồi nó thì thấy nó tuổi nhỏ quá. Mình cũng đau khổ. Bây tôi tuổi không ơi, đi về nhà rồi tôi tuổi lắm. Tuổi không? Giờ mình thấy bằng thời cháu rồi, giờ mình thấy cháu khóc nằm đó tuổi đó. Tuổi khóc hoài. Như cái tuổi của ông gì là có con cháu người ta lo hết rồi. Dạ đúng rồi. Theo tuổi tôi vậy thì mình ở không mình ăn mình hưởng thụ phải không? Như cái tuổi tôi giờ thấy khổ mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Trời xanh trời giữa. Thì gạo ở đây ăn thì người ta cho ông hay là ông mua? Nó ngay Mạnh Thường Quân với từ thiện cho, mới cho ông qua 1 kg nữa à. Không, hồi lúc trước kìa. Lúc trước cho hoài à. Cho người ta cũng cho không hả? Cho, nó nghe ở đâu mới lâu trở lại 15 kg, 20 kg có, 10 kg có, đường, bột ngọt, với nước mắm, dầu ăn, cho. Người dưới trong phường mới cho được 20 kg nữa. Trong phường mình à, chở ra cho.
thôi ông vô ngồi đi tặng chút con. Dạ, dạ, dạ. Rồi chú gửi này chưa? Chưa, để nó luôn nè. Dạ.